Donna Rogan, Donna Rogan. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Vâng, trận chung kết của team khách mời ở xe đấu thứ ba, vì xe này chỉ đánh chạm hai mà thôi. Đây là Babylon của Sip CD ngoài cánh, nhìn thấy voi rồi, đẹp rồi. Vâng, đây là nhà Miwan của Lì. Vâng, đây là Pơ thốt hẳn trong cánh, mưa buồn. Và Dinosaur cũng Pơ. Vâng, khó quá, thôi đành phải xem Dinosaur vậy. Hai Pơ, một Miwan, một Babylon. Vâng, Miwan trong cánh nhưng mà hơi trồi. Hơi trồi như vậy thì đánh chém hay lên thẳng cung đây, mà khi mà Dinosaur cầm Pơ thì lại hơi thụt ở phía trong. Hai Pơ thụt phía trong. Vâng, chúng ta theo dõi màn hình máy của huyền thoại Dinosaur. Vâng, những bước dò đầu tiên của Dinosaur. Có một hiêu anh cho về nhà chính ngay từ đầu. Bãi hiêu mới chỉ có bóng, nhìn thấy 4 con, hy vọng trong khoảng đen có thêm một con nữa. Vâng, có không? Có thêm. Vâng, thậm chí trong khoảng đen là có thêm 2 con hiêu nữa. Như vậy bãi hiêu đầu là có 6 con. Rất may mắn cho Dinosaur. Cánh rừng thông, đẹp rồi. Vâng, gặp luôn cả sư tử. Vâng, anh cho liên tiếp những con hiêu chết la liệt trong nhà, xung quanh nhà chính nhà mình. Rất phũ của nhà bà Phàng. Vâng, vậy thì nông dân là chặt gỗ đây. Vâng, chả nông dân là chặt gỗ cả. Tù vãi chảy. Vâng, lại gặp sư tử. Nông dân cứ ra khỏi nhà là gặp sư tử. Rất đen đủi. Không biết bên phía team khách mời có những con gì. Vâng, một cánh rừng già. Nhưng mà mặt xấu quay vào mặt của nhà Dinosaur. Mặt đẹp thì nó quay ra ngoài. Đúng là khi mà đã tù rồi thì cái gì nó cũng tù theo. Vâng, lại gặp sư tử. May mà bây giờ sư tử đang no thịt hiêu. Không thì vừa rồi thì cái nông dân của Dinosaur sẽ lại bị gặp sư tử và lại giết chết sư tử. Sau đó ôm 10 thịt về nhà. Và lại cử một nông dân to khỏe khác đi dò. Đồ ăn. Vâng, bãi hiêu 6 và một bãi quả đầu. Tạo điều kiện cho Dinosaur có thể kích lên 2. Nhưng vấn đề là muốn lên 3. Vâng, nông dân của anh vừa bị lạc trong một cánh rừng già. Vâng, người ta gọi là lạc vào rừng già. Hy vọng rằng đóng được S. Vâng, xong rồi. Toàn bộ mặt xấu trong quả cánh rừng lao vào nhà của Dinosaur. Tù. Bãi vàng này mà ăn thì chỉ có 2 ông dây ăn được thôi. Nếu đóng S ở đây, thôi đành phải đóng vậy. Chiếc S nhân 3. Vừa ăn vàng vừa ăn 2 cánh rừng. Vâng, SX3 nha thì kinh rồi. Vâng, lấy gì đây? Đập lô. Vâng, Dinosaur đóng thêm một chiếc nhà E. Sau đó đi đập lô. Chúng ta hãy cùng xem Dinosaur đập chúng cái gì. Chúng mấy quả, chúng mấy hiêu, chúng voi hay chúng gì. Chúng gì tôi phán con đấy. Vâng, chúng một con dân chết. Tiếp tục là sư tử. Vâng, nhà anh là một vườn thú quốc gia. Vấn đề là voi hiêu thì ít mà sư tử thì nhiều. Vâng, chúng bãi quả. Lại gặp sư tử tiếp. Vâng, tôi đếm sơ sơ từ bến giờ. Dinosaur chết một dân với sư tử. Còn nông dân giết chết 4 con sư tử khác rồi. Nhà có 6 con sư tử thì một con sư tử no thịt hiêu. Vì vậy mà Dinosaur mới xử lý được 5 con. Kính đời. Vâng, thấy bầy hiêu như vậy đủ đô rồi. Không phải đi dò nữa. Nhưng mà bạn chẳng phải là bài kính đời sớm. Nên đời thì chém cũng bình thường, không phải là quá phũ phàng. Vâng, anh ăn tiếp một bầy hiêu nữa trong khi nông dân vẫn đang khai thác một bãi quả. Bãi quả rất to. To mức độ nó có 6 cây quả. Vâng, quả thì có vài loại quả thôi. Quả 5, quả 6, quả 7. Chứ còn thì tôi cũng chưa nhìn. Vâng, anh đào vàng. Lượng gỗ quá nhiều, anh đào vàng luôn từ bây giờ. Vâng, đúng là huyền thoại chúng ta thỉnh thoảng cũng phiêu lưu một chút. Thôi anh phi luôn cho nó lành, anh lại còn để một con hiêu nửa tiết. Vâng, cộng thêm được cái giếng, cộng thêm được 25 điểm. Thằng nào điểm số của anh cao nhất bên phía Game TV. Chuẩn bị đóng nhà thôi, BM ở cạnh BB, còn BL thì anh đóng ở cạnh bãi quả phụ. Vâng, nhưng không, đây là... Vâng, còn lâu mới đủ thực, anh thôi cứ từ từ.
Vâng, kín luôn bãi vàng bãi gỗ. Nâng cũng chặt vàng, bao dân ăn vàng thế thôi. Còn đây là BL, cạnh bãi quả phụ luôn. Đúng như là tôi nói, thực ra tôi nói đâu như sách giáo khoa nói đấy, đai so làm theo y hệt. Vâng, kích đời 11:09 với 25 dân chết, 1 còn 24. Mày là cố chặt cây gỗ để có một diện tích ăn vàng to hơn cho con nông dân của mình. Vâng, xong rồi. Như vậy là 4 nông dân ăn vàng cộng với số lượng vàng ăn từ đầu. Như vậy là vẫn sóc đều được hai nhà BL mặc dù chỉ có 4 con. Lại nâng cấp chặt gỗ theo phong cách bình thường của mình. Rất dị. Đánh chém nâng cấp chặt gỗ. Anh đang tàu hóa dần dần. Vâng, như thế này sẽ làm khoanh ruộng độ. Vâng, gặp rồi, màu 7 Eva. Anh quay ngựa giò lại coi như không có lợi thế của Pơ luôn. Vâng, đẩy ngựa giò đi. Đây là Miwan Greg hay là Phone? Vâng, anh xem nhanh như điện như thế thì tôi đành chịu. Vâng, xem theo kiểu giấu, không cho người ta biết là mình xem cái gì. Thực ra tình huống vừa rồi cũng là tỏ vẻ nguy hiểm thôi. Hai nhà BL. Pơ mới chỉ có công, chưa thủ. Vâng, đây là bãi vàng. Vâng, có vẻ như màu 7 chưa ăn được vàng chăng? Không, tôi thấy bãi vàng đầu tiên lúc này so chạy qua đã qua bãi vàng rồi. Vâng, anh đóng nhà phù. Có vẻ rất tự tin ở bãi vàng bãi gỗ của mình. Vì vậy anh chàng, vâng đây rồi, bãi vàng rất xa nhà của game thủ màu 7 Eva. Thế này thì dai so cho tù rồi. Vâng, kịp bo e. Thôi thì ta chọc cái e không xây được ở ngoài, cộng thêm một ít điểm vậy. Vâng, tôi biết ngay mà. Chọc thêm chiếc e đó được cộng điểm. Chọc thêm được một con dân, chọc xuyên qua chiếc S và chiếc E. Vâng, anh không chọc E, điểm số của anh còn lâu mới cao như bây giờ được. Chém thôi. Mướp đỡ. Vâng, chém như này chả lấy gì mà đỡ được cả. Vâng, hơi tù. Đóng tiếp ruộng ở đấy cũng được. Nông dân đang chơi ở cạnh nhà phù thủy, đóng thêm S để ăn gỗ. Vâng, đây rồi, phù. Vậy E. Không được. Không sao. Dù sao thì hụi. Vâng, phù thì không được. Anh lại vừa chém xuyên một nông dân của màu 7 Eva. Rất kiên cường. Các bạn có thể, Eva rất kiên cường để có thể sửa nhà. Vâng, vẩy thêm hai chiếc E kín luôn. Cầu mong rằng đường sát mép bản đồ và cánh rừng dừa cũng sẽ kín. Đấy là cầu mong thôi. Còn cái gì mà cầu thì cũng chưa chắc đã được. Anh có kiểm tra không? Có lẽ không cần kiểm tra, tôi thấy cái khoảng đen đấy hơi bé. Vì vậy mà cũng không cần phải kiểm tra nhiều để có thể biết được là kín hay là hở. Vâng, thực ra là cái gì nửa kín nửa hở nó cũng đẹp. Vâng, bãi gỗ này đã thủng rồi. Anh có vẩy E không? Thủng cả hai đầu luôn. Nâng cấp gỗ, vì vậy lượng gỗ của anh. Vâng, nâng cấp đào vàng luôn rồi. Có lẽ nhà BL thứ 3 sẽ được thiết kế. BL thứ 3 thì xây sát luôn ruộng. Một nông dân đứng ở trong có thể xây xuyên qua khe. Vâng, bị dummy. Vâng, anh chạy phù rất khéo. Nhưng bây giờ thì chạy vào răng. Bãi ruộng đang ấm thì bây giờ thành lạnh. Vâng, đây là bãi ruộng cực kỳ ấm cúng của Dai So lúc này đang bị công vào. Có phù được không? Vâng, phù được một con cung rờ. Hôm nay Dai So cầm phù được hai con cung rờ rồi. Trận trước là phù được hai một con cung rờ sen. Trận này anh phù một con cung rờ của màu 8 Chu Lan. Vâng, cuối cùng anh chém E, chém nổ E, nông dân chạy mất hình. Vâng, đã bị Y đâm vào. Én thôi. Vâng, phù được con Y thì ngon. Vẩy E phù Y. Vâng, lên BA. Đúng là dị. Đánh Persian lên BA. Tiếp tục với những con cung rờ lên bắn phù của dinosaur. Vâng, rất đông, thôi én. Thôi chung tôi để tôi giữ hình ảnh cho dinosaur, tôi chuyển sang máy khác luôn. Hộ tham anh miệng đang khá là to, nhưng mà sau pha này chắc còn 2x. Hai con nhà 3x. Chúng ta chuyển sang máy khác. Vâng, đây là máy của mưa buồn tham 34 khi cầm pơ trong cánh. Vâng, lấy nhà mưa buồn sẽ ổn hơn rất nhiều.
Vâng, như vậy có nhà ai kẹp xăm gì không? Màu 5 chăn gà pro đang đâm y vào nhà của Miwan. Miwan đã lên là cung A2 áo, tham 45/56. Vâng, lại có một nhà đánh cung A2 rồi. Còn đây là Babylon, Babylon của Lì Chắn. Vâng, xịt chắn đời. Cũng đang điên cuồng đâm y, không biết bên kia có ai là Max C không mà các anh cứ xây y thủ điên đảo thế này. Vâng, có lẽ là có nhà Max C, nhà màu 5 là nhà Max C thôi, chúng ta cũng xem Lì vậy. Lì đã lên được cung A2 áo, như vậy là sẽ khỏe. Nhiệm vụ của Lì là cân cả bản đồ để kết thúc xe đấu thứ hai, xin lỗi các bạn, xe đấu thứ ba này, trận đấu chạm 2. Chúng ta chuyển sang màu của Lì. Vâng, đây là màn hình máy của Lì. Lì đang bị ốp vào bởi màu 8 Chu Lan. Chu Lan cầm cung R. Vâng, anh đóng ruộng điên cuồng. Điên cuồng vẽ ruộng. Vâng, người ta gọi là một thằng điên đang vẽ ruộng. Không thể, vâng, Chu Lan không thể công được vào nhà Lì, nhưng chỉ làm giảm lực của Lì thôi. Vâng, rất nhiều cung A, nhưng vấn đề chỉ đánh thủ. Bây giờ timeline chỉ là 37/48, thì còn lâu anh mới có thể đẩy quân ra khỏi nhà được. Nhiệm vụ bây giờ thủ nhà chắc bài. Vâng, bây giờ tham lên 9x thì anh đẩy đi đâu thì đẩy. Vâng, y Max C lại tiếp tục đẩy vào nhà của Lì. Lì chỉ cần cho cung A đứng ở giữa nhà chính thôi, đứng ở các bãi ruộng của mình, như vậy là ổn. Vâng, bị đâm vào cả chợ. Mấy con y Max C thì chẳng thấy vấn đề gì cả. Anh đóng một cái mờ mới cho nó đẹp. Vâng, lại chạy. Không, dường như đang tụ quân chờ cung R của Chu Lan. Vâng, đây là cung Miwan, xin giới thiệu với các bạn. Vâng, màu 8 Chu Lan vừa được Lì thông báo. Xin lỗi các bạn, xịp thông báo đã có 43 dân đánh cung R trong cánh. Thực ra 43 dân thì cũng bình thường. 6 xịch dân thì mới là vấn đề. 6 xịch dân là chúng ta phải ốp ngay, không sợ nhảy 4. 6 xịch dân và đã đào được khoảng mấy trăm vàng, được 300 vàng có thể nhảy 4 thôi. Đồng đội bơm cấp cho 500 nữa, vậy là nhảy 4 lên đời lực cực khỏe. Vâng, 8 đang to như một cái loa. Vâng, vẩy e, tự nhiên màu 6 ở đâu chui ra lại chạy dân vào cái đám cung A này. Vâng, rất là ngon. Vâng, như vậy là người ta gọi tình huống vừa rồi là ngon canh xương ống. Còn câu tiếp theo để từ tôi nghĩ đã. Một câu quảng cáo, không biết là sau câu ngon canh xương ống sẽ là cái gì. Dường như là đậm đà thịt thăn thì phải. Hôm nay thì Max C bị bắn nổ hai nhà y. Timeline của Lì đang tăng lên 63/64. Vâng, các bạn có thể thấy Dai So đang cho nông dân chạy bộ. Đã đến đầu giờ chiều rồi nhưng anh vẫn đang tập thể dục. Không, không phải.
Vâng, như vậy là máy của Sip đã bị đít mất rồi. Chúng ta sẽ phải chờ các bên xem xét rằng tình hình timeline thì vẫn đang ổn. Vì vậy mà Phoenician to nhất bản đồ thật. Nhưng vấn đề là bên kia có Miuan. Phô lên 4 thì cũng chỉ chơi voi hoặc là chơi đạp đôi, không phải là quá điều gì đó có hot để có thể cân được cả bản đồ. Vẫn có thể cân nhưng mà mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta cùng chờ đợi xem hai bên quyết định như thế nào, đánh lại hay là tỷ số là một đều.